Kim Thanh kính chào quý vị. Một cuộc hội thảo về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông được tổ chức ở Hà Nội hôm 26 tháng 4 với sự tham dự của chuyên viên thuộc các ngành khác nhau của Việt Nam. Trong cuộc hội thảo, người ta chỉ thấy cập nhật đến những tin tức và diễn biến liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông từ cuộc hội thảo lần đầu cách đây 2 năm. 2 năm qua, sau khi Việt Nam nộp hồ sơ xác định thềm lục địa mở rộng tại Ủy ban Luật Biển Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, không những phản bác, Trung Quốc còn tổ chức nhiều cuộc tập trận hải quân quy mô trên Biển Đông. Không những thế, Trung Quốc còn nâng cao điểm chính trị coi Biển Đông là lợi ích cốt lõi như Tây Tạng, Nội Mông và Đài Loan. Sau một ngày khi Hà Nội tổ chức hội thảo, Tân Hoa Xã của Trung Quốc loan tin một trung đoàn không quân của hạm đội Nam Hải đã thực tập lần đầu tiên về thả bom thấp trên Biển Đông nhắm vào tàu chiến. Cuộc thực tập này còn có sự tham dự phối hợp của nhiều tàu chiến và các lực lượng phòng không trên bộ. Và bản tin kế tiếp của ngày hôm nay vào lúc 6 giờ ngày 27 tháng 4 năm 2011 tại góc đường Cách mạng tháng 8 và Hồ Xuân Hương, phường 6, quận 3, thành phố Sài Gòn. Người dân phát hiện một người tự sát bằng cách đập đầu vào tường. Một bản tin rất ngắn của báo Tuổi Trẻ nói rằng thông tin ban đầu cho biết đó là một thanh niên tên Hà Quang Tuấn, sinh năm 1980, thường trú tại Quảng Ninh, tạm trú tại phường 11, quận 3. Theo người dân cho biết, thanh niên trên tự đập đầu vào tường, chảy nhiều máu đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy. Do mất nhiều máu và có nhiều vết bỏng nên anh Tuấn đã tử vong. Tờ Tuổi Trẻ không có chi tiết gì liên quan đến nhiều vết bỏng nằm trong bản tin và liệu người thanh niên này đã tự thiêu trước khi đập đầu vào tường hay không. Trước đó, vào ngày 17 tháng 2, một thanh niên đã tẩm xăng tự thiêu trước trụ sở của Ủy ban thành phố Đà Nẵng để phản đối chính sách cướp đất, cướp nhà, đền bù bất công của nhà cầm quyền địa phương. Dân Tây Tạng lưu vong có lãnh tụ chính trị mới. Tiến sĩ Plosang Sengay, 43 tuổi, một chuyên gia pháp lý và học giả nghiên cứu tại Đại học Harvard đang sống tại Hoa Kỳ, vừa được bầu làm Kaulan Chiphar, nghĩa là thủ tướng của dân Tây Tạng lưu vong. Ông Plosang Sengay chiếm được 55% phiếu cử tri trong cuộc tranh cử Tây Ba. Tháng trước, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã loan báo sẽ nghỉ hưu và trao vai trò lãnh đạo chính trị cho một nhân vật được bầu lên. Chiến lược này nhằm tránh Trung Quốc lợi dụng cơ hội khi ngài từ trần sẽ chỉ định một ban lãnh đạo thân Bắc Kinh ở Tây Tạng. Ông Sengay sẽ về Dharamsala, thủ đô tị nạn của dân Tây Tạng ở phía Bắc Ấn Độ, để đảm nhận nhiệm vụ thủ tướng và làm việc cùng với Kamalai Lama, vị lãnh đạo tôn giáo sẽ thay thế Đạt Lai Lạt Ma. Ông kêu gọi sự ủng hộ của mọi giới để đưa Đức Đạt Lai Lạt Ma trở lại nơi ngự trị chính thức của ngài là từ lâu đài Potala ở thủ đô Lhasa, Tây Tạng. Và bản tin kế tiếp của ngày hôm nay, tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư đã đưa ra bản sao giấy khai sinh chính thức của Tổng thống Obama. Tổng thống Obama giải thích rằng việc làm này nhằm chấm dứt những nghi ngờ cho rằng ông không sinh ra trên đất nước Hoa Kỳ và như vậy bất hợp hiến sẽ giữ chức vụ Tổng thống. Ông nhắn nhủ với những giới chính trị đối lập là hãy nên tập trung thảo luận với những vấn đề quan trọng hơn của quốc gia. Ông cũng không trả lời một câu hỏi nào về lý do tại sao bây giờ ông mới công bố bản khai sinh chính thức. Tòa Bạch Ốc trước đây từng nói rằng ứng cử viên Barack Obama đã nộp hồ sơ vào tranh cử năm 2008, một bản khai sinh tóm tắt theo đúng luật định. Để chấm dứt luận điệu đả kích của nhóm người nghi ngờ về nơi sinh của ông, Tổng thống Obama đã phái cố vấn pháp lý Judith Coley đi Hawaii để xin bản sao của giấy khai sinh đầy đủ. Bản khai sinh chính thức ghi rõ Barack Hussein Obama chào đời lúc 7 giờ 24 phút tối ngày 4 tháng 8 năm 1961 tại Bệnh viện Sản khoa Kapiolani ở Honolulu. Mẹ của ông lúc đó 18 tuổi là dân Mỹ da trắng sinh quán Wichita, Kansas và ông bố 25 tuổi dân Kenya.
Phi Châu. Trên giấy khai sinh có ba chữ ký của bà mẹ, bác sĩ hộ sinh và viên lục sự. Một dược phẩm trị chứng viêm gan C đang được thử nghiệm, có nhiều hiệu năng hơn các loại thuốc trước đây, sẽ được Cơ quan Toàn quốc và Thực phẩm FDA xét duyệt vào ngày thứ năm tuần này. Thuốc Talapivir do hãng dược phòng Verdex Pharmaceuticals ở Cambridge, Massachusetts bào chế sẽ được dùng phối hợp với hai loại thuốc đang lưu hành giúp làm giảm số vi khuẩn gây hại cho gan. Bệnh nhân viêm gan C chữa trị lần đầu tiên với cả ba loại thuốc, 79% lành được bệnh so với 46% nếu chỉ dùng đến hai loại thuốc cũ. Ở những bệnh viện dân đã chữa trị trước đây, nay sử dụng cả ba loại thì có hiệu quả cao hơn, 65% lành bệnh so với 17% nếu chỉ dùng theo thuốc cũ. Khi thêm Talapivir vào liều thuốc cũ, hầu hết bệnh nhân lành bệnh trong vòng 6 tháng thay vì 12, giảm được sự khó chịu do phản ứng phụ. Và bản tin cuối cùng của ngày hôm nay, một phụ nữ ở thành phố Orange, miền Nam California, từng ra tranh cử chức nghị viên thành phố đã tốn hơn $20,000 để tìm con chó Chihuahua bị mất. Nay bà treo giải $100,000 để làm sao mang chú chó về nhà, đồng thời truy tố kẻ bắt trộm. Bà Carol Rudard, 57 tuổi, nói chú chó Bromel, 4 tuổi của bà bị bắt khỏi nhà hôm 31 tháng 7 năm 2010, trong lúc bà và chồng vắng nhà. Bà Rudard là một nhân viên địa ốc và chồng là cựu quản trị thành phố Orange. Không những treo giải, bà Rudard còn mướn thám tử tư. Bà Rudard tin vụ này là do động cơ chính trị sau khi thất cử vào hội đồng thành phố năm 2006 và khi bà chuẩn bị trở lại cho cuộc bầu năm 2010 thì con Bromel bị bắt trộm, mà bà cho rằng để không còn tâm trí và vận động tranh cử. Kim Thanh xin kính chào quý vị và hẹn lại quý vị vào trong chương trình tuần tới. Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.